bây giờ mới đẻ ra là Tiên Dương. Nhưng mà rốt cuộc là gì? Học sinh ra trường á, nó học xong lớp tiểu học, ok, nó tốt nghiệp xong, nó thấy là nó cầm cái giấy khen, rõ ràng cái giấy khen là học sinh giỏi. Nhưng mà cái đứa học sinh nó có giỏi hay không lại là chuyện khác. Nhiều người cha mẹ bận rộn quá đâu biết. Ok, cái kiểu dạy của Việt Cộng mà đâu hiểu đâu. Năm nay đổi sách, năm sau đổi sách, thế là bắt đầu về. Trời, ba dạy con không hiểu mẹ vậy đó. Thiệt, cái đó là vấn đề ông già cũng gối băng luôn. Mẹ ông già giờ dạy lớp 5 ông già dạy không được. Tại vì cuốn sách nó đưa tùm lum đủ thứ cao chiêu lắm. Phải đi học thêm. Ở nhà ông già dạy nhóc nó không chịu. Ở Việt Nam vậy. Mà cái chuyện này không phải mới đây 20 năm về trước rồi. Ở vòng vòng trong xóm tôi có chuyện à, nhóc nó mới đi học lớp 5 lớp 6 về nhà ba dạy nó không chịu. Nó nói không phải, cái này không có đúng. Ba dạy không đúng rồi. Ở trường cô nói phải gì gì gì, rốt cuộc là gì? Là làm theo cô, chắc cô. Rồi bây giờ về nhà ông già dạy lên cô giáo không cho điểm, cô giáo cho 4 điểm mà nó buồn. Vậy khóc vậy. Vậy là rốt cuộc là gì? Phải đi học thêm, học cái gì? Học tùm lum tà lá đủ thứ hết á. Tự nhiên 2 tiếng đầu đời con gọi Citalin. Bây giờ quý vị tưởng tượng được, tự nhiên cái đẻ nhóc mới vừa đẻ ẩm nha cái. Citalin, Citalin. Ủa, cái bằng này chắc quái thai. Đúng chưa? Đó là mình nói nghĩa đen á. Đúng chưa? À, ví dụ như đẻ ra khóc chào đời, con gọi mẹ gọi cha rồi, nghe cái âm thanh cái dần điệu nó còn hay. Tự nhiên Citalin. Mà bây giờ đổi nữa, ẩm ăn nhỏ trên tay gì mới đẻ ra Citalin, Citalin. Tôi mà gặp thằng nhỏ đó chắc tôi vãi lên hồn, tôi chạy luôn. Ở trong trường học mà học sinh mà nó còn có cái vụ tư tưởng chính trị nữa. Bây giờ lớp nào cũng 99.97% học sinh tiên tiến khá giỏi chính chắc hết. Thì bây giờ nó tràn lan hết. Bây giờ khắc phục sao? Bây giờ tự nhiên đang khá giỏi, tự nhiên cái trường đó mà bây giờ khắc phục là bây giờ các em kiểm tra thực lực lại đúng á, tự nhiên cái trường đó đang 97% khá giỏi, tự nhiên tụt xuống một cái 50% học sinh coi như là trung bình. Mẹ tự nhiên hiệu trưởng mất thi đua thành tích sao? Hiệu trưởng đâu có ngu. Ở trên đề ra mà. Đúng chưa? Chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 6, số 7 gì đó của coi như là ban tham mưu của Bộ Giáo dục. Thế là bắt đầu ban hành xuống, thế là trường ta phải thực hiện, phải có nhiệm vụ chính trị ở trong đấy. Đó, bây giờ là một năm phải có bao nhiêu tiết vậy? Rồi bây giờ cái quận 10 bây giờ chẳng lẽ thua quận 5 cũng không được. Bao nhiêu chạy đua nào cũng chạy đua, chẳng bị đại hội 13 nữa, mẹ chạy còn dữ nữa. Khống chế tỷ lệ học sinh khá giỏi, là giỏi hay không giỏi là do thầy cô chứ không phải do học sinh học giỏi học dở. Thầy muốn giỏi là giỏi mà thầy muốn mày dở là dở, nhưng mà thường thường là giỏi nhiều hơn. Trường con em học giỏi lắm, trường này giỏi lắm, trường kia giỏi lắm, thằng nào cũng trường giỏi lắm hết á. Rồi bắt đầu trường đó chạy vô 4 chỉ, 5 chỉ gì, 30 triệu, 20 triệu, 60 triệu, trường này 15 triệu, 25 triệu, trường kia 55 triệu, trường này phải 60 triệu mới vô được, giỏi lắm mà phải 60 triệu, nó thổi ống đu đủ, thổi lỗ tai á, mấy gì biết không? Thì mấy bà bây giờ tôi nói bị cấm đầu nuôi con đâu hiểu đâu, bây giờ tôi nói thiệt á, bây giờ ông bà nào mà dạy được con học lớp 5 chính liền á, nó dạy phụ huynh hết biết gì hết, biết đường mà hồi xưa ba mày học khác rồi con, ba mày hồi đó học chương trình đổ 10, ok? Thấy không? Chẳng hạn như thế hệ của tôi là học trường, học mà cái chương trình mẹ giỏi văn kiệt. Với lại chương trình của mẹ cái thời đó nó khác, mỗi thằng nó cái e của nó khác khác một chút. Thành ra hồi đó ba mày là học chung cái khóa với lại Nguyễn Quốc Trọng, với lại Đỗ Mười với Nghêu. Thành ra ba mày tới đó con, còn bây giờ á, là học trên bây giờ nó là thời của ông Nhân đồ này kia phát triển lên. Nó có pha trộn, nó có cơ rô, chuồng bích đồ ở trong đó, thấy không? Rồi nó có này kia ở trọng đủ thứ hết á. Bây giờ á, cái trường gọi là đầu vào tốt, thế là bắt đầu tỷ lệ học sinh khá giỏi tốt, thế là trường ta được lên, thế là thì cuối năm cái lên nha, nhờ thành tích của các thầy các cô các em hôm nay sở giáo dục nhảy xong xuống, cái tự nhiên cái hiệu trưởng được bằng khen trường tốt. Nghèo sao? Bây giờ tôi nói với vị, mỗi địa phương nó có mỗi kiểu nghèo khác nhau. Ví dụ như ở Hóc Bò To, Chao Cà Đao, Chặt Cà Đao, Chao Cà Đất á, thì có thể là ok 1 triệu một tháng sống nổi, nhưng mà bây giờ ở Chi Phố là 1 triệu 2 triệu một tháng coi như là ăn bắp. Mà ăn bắp cũng có tiền ăn nữa, giờ bắp Mỹ cũng mắc lắm, 2-3 ngàn trái bắp luộc, tiền đâu ăn. Ok, thành ra bị ăn cùi bắp, đúng chưa? Bây giờ cái giá, cái lợt đời sống cũng vậy, ví dụ như ở trên Simacai đồ này kia, Mù Căng Chải đồ này nọ, ở trên đó là cái giá nó khác, ở trên đó có thể ví dụ như là 700-800 ngàn, 1 triệu, 2 triệu người ta sống được. Rồi bây giờ chạy xuống thủ đô 1 triệu, 2 triệu coi như là xong, mẹ nước đường cũng không có húp nữa. Ok, chỉ có uống trà đá bị hè kéo thứ nào thôi, đúng chưa? Là hai cái giá thành nó khác nhau. Thì bây giờ cái chuẩn nghèo, mẹ chuẩn nghèo chuẩn ở đâu? Cái điều kiện nữa, sức khỏe thể trạng của từng nơi nữa. Mẹ trên miền núi nó ăn bắp, ăn ngô ăn trắng, ăn cái này cái kia, thể chất nó khác nữa. Rồi ở dưới này điều kiện nó khác, đầu óc thoải mái, được chơi game bắn điện tử nó khác. Còn trên kia về nhà cầm cái củ trắng chơi củ mì, ok, củ khoai chơi với con nện, hai cái chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra cái đầu óc nó khác, rồi vẽ ra mỗi nơi học thêm học bớt khác nhau. Cái chuẩn quốc gia, cái bắt cái thằng Hóc Bò To thi đua với cái thằng mẹ ở trên tỉnh sao thấy sao được.